Trong thời gian qua xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp đơn vị nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để bán, tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm có hình ảnh thông tin về đường chín đoạn. Để ngăn chặn và xử lý kịp thời, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động thương mại tại địa bàn. Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn theo thẩm quyền đối với các hoạt động trong ngành công thương như sản xuất thương mại, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp hàng hóa có hình ảnh, thông tin về đường chín đoạn, đường lưỡi bò, tuyên truyền đến người dân, người tiêu dùng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không mua và sử dụng, kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền đối với hàng hóa có hình ảnh, thông tin về đường chín đoạn, đường lưỡi bò.